Rồi, kính chào toàn thể anh em và cộng đồng mạng và bà con nha. Và tiếp tục clip về để giới thiệu cho tất cả bà con. Đấy, thì trước khi đi vào chủ đề chính thì cũng nói luôn trong cái tuần vừa rồi rất nhiều vụ xảy ra trên cộng đồng mạng, trên YouTube, cả ngoài xã hội. Ui, nói chung trong tuần vừa rồi từ cái việc ở ngoài Hà Nội thì có dâm ô trong thang máy, rồi lại tiếp tục vào trong Sài Gòn thì cũng có dâm ô. Ôi dồi ôi, bây giờ xã hội giờ nó loạn lạc cả lên. Đấy, lại mấy cái ông viên gì viên viên phó hay kiểm viên kiểm sát ấy, dâm ô trẻ nhỏ đấy. Đấy, mấy vụ trên mạng kia lùm xùm hết cả lên. Lại có cái vụ gì mà tivi thời sự 24 giờ cũng vừa nói là cái vụ cái thằng gì nó tên là khá gì đấy, là bảnh 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 khá ấy, bảnh khá ấy, bảnh bảnh khá bảnh 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 gì ấy, tôi cũng không để ý lắm, nhưng mà thấy đang hot trên YouTube. Bây giờ cộng đồng, nhất là cái bọn mà cái mà bọn nhí bọn mấy fan giới trẻ là không hiểu sao mà nó nghiện mấy cái dân xã hội thời kỳ 4.0 thế không biết. Trong khi đó cái kênh của Sơn Loa Audio thì đúng là mẹ suốt ngày nói thật với bà con luôn là ngày nào cũng đăng clip mà chỉ có được hơn 100 lượng view, thật là buồn. Không biết là cái lượng người lượng khán giả, lượng thu hút khán giả với làm thế nào để thu hút được khán giả như mấy kênh bọn xã hội kia. Cái xã hội 4.0 gì mà bây giờ nó là làm kinh thật. Theo thống kê là cái kênh của thằng Bảnh Khá gì đấy, thằng Bảnh Khá thằng à thằng Khá Bảnh, thằng Bảnh Bảnh Khá Bảnh tôi Bảnh Khá hay sao? Tại TV vừa bảo vừa bị bắt rồi ấy, nhưng mà nó còn thu nhập hàng 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 trăm triệu một tháng cơ mà. Đấy, mà cũng chỉ là cái kênh của nó là không hiểu sao mà mình cũng chưa hiểu là tại sao mà nó thu hút được 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 nhiều người xem đến thế. Không biết là cái lượng giới trẻ hay là cái lượng người xem, những cái đối tượng độ tuổi của cái kênh của nó là đối tượng nào mà lại hàng triệu lượt view như thế. Trong khi đó cái kênh của mình cũng lập 1 2 5 3 4 5 nay rồi ấy chứ. Mà ngày nào cũng đăng clip mà không hiểu là mọi người đi đâu hết, mà cái làm sao để thu hút được anh em. Đấy, thật là phải nói là phải bãi phục cái dân mà xã hội đen 4.0. Mà hình như là bây giờ có vẻ như xã hội bây giờ cũng suy thoái hết rồi các bác ạ. Cái gì mà đánh nhau trộm cướp hay là chém giết gì thì lên lên mạng là thu hút người xem lắm. Còn mấy cái kênh về chia sẻ về kỹ thuật, về đam mê audio như thế này thì chả thấy ai quan tâm. Em cũng đã tính ra là những người mà thật sự quan tâm về đam mê đấy đều là những người tầm trung niên trở lên, thì cũng phải nói là đại đa số cái lượng người xem thì đều là những người có tuổi trung niên. Họ rất là đam mê audio, đam mê âm thanh. Còn cái giới trẻ rất là ít, thì không hiểu giới trẻ bây giờ đi đâu làm gì mà lại như vậy. Thôi, nói chung là nói vòng vo cho vui, chứ còn hôm nay là em chủ đề chính, em sẽ giới thiệu cho anh em một siêu phẩm đây anh em ạ. Nếu anh em mà thích một cái con đồng hồ dưới dạng led nhỏ gọn bỏ phòng ngủ trang trí đấy, một con đồng hồ rất là đẹp dành cho những người trẻ trung thanh niên vợ vợ chồng mới cưới bỏ trong phòng ngủ cũng rất là đẹp, đêm hôm nhìn giờ dần rất là tuyệt. Các cụ cũng thường đây, nó con đồng hồ này rất là hay, là nó là một đồng hồ báo thức đa di năng, có nhiều trường hợp và nhiều lần cài đặt báo thức được, báo thức một báo thức hai đấy các kiểu. Và quan trọng là em nó các cụ buổi sáng dậy nhé, các cụ có thể hẹn chức năng là báo thức bằng kênh radio đấy, tức là báo thức bằng một bài hát MP3 trong này này, hoặc là một bài nhạc lốt lét trong này, khi bật báo thức là nó sẽ chạy cái bài đấy, anh em có thể cắm USB. À, cảm thấy nhớ vào đấy đấy. Còn bình thường các cô có thể hẹn cái kênh buổi sáng dậy thì nó sẽ bật cái kênh radio cho mình yêu thích để mình dậy tập thể dục buổi sáng chẳng hạn. Ví dụ này, bây giờ em bật radio cho anh em xem nhé. Đừng đại liên chi. Đây là chức năng Bluetooth, có nghĩa anh em phát nhạc từ Bluetooth vào đây. Đây có những cái loa Bluetooth anh em này. Đấy, còn bật sang chế độ radio này, tiếp tục. Sound in 模式.
bởi vì nó là phức tạp lắm. Đấy. Bao nhiêu con người phải đổ về đây, nếu làm ăn chính đáng mà sống theo theo luật pháp ấy, thì nó khác. Dạ. Con đồng hồ này giá rất bình dân, cho anh em đam mê và yêu thích thì cứ liên hệ với em, có mấy trăm nghìn thôi nhá. Quan niệm như vậy thì bây giờ nếu đi ra đây tròn kênh radio khác này. 0967667776 vào 7 tháng 4 năm 2016. Không cần ra, không cần anten, rất là nhạy. Quên tên anh là tên gì rồi? Anh tên Thanh. Anh Thanh, anh Thanh ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô. Đây em thử cho các bác một ít nhạc lốt lét từ thẻ nhớ đây anh em nhé. Rồi thẻ nhớ anh em cắm vào đây. Đây. Tìm thấy ở bên em. Dạ sao? Vậy thôi hả? Không, ngắn gọn mà xúc tích đầy ý nghĩa. Từ nay anh Thanh anh không còn buồn nữa phải không? Lúc nào cũng có bên em bên cạnh là được rồi. Làm lại liền Thanh. Em thì lại không biết hát. Kệ nó. Nhưng mà không lẽ anh không thuộc được một đoạn nào của một bài hát nào đó sao? Tới đây không hát thì học. Yên yê mở sĩ. Rồi. Yên yê mở sĩ. Tăng tiền ở đây anh em này. Bài 2. Bài 3. Bài 4. Tuyệt vời anh em ạ. Chỉ vài trăm ngàn thôi nhưng mà anh em có những con máy phát nhạc USB, Bluetooth, lossless đầy đủ, đồng hồ, radio. Tôi có đàn em. Anh em có nhu cầu sở hữu cái đồng hồ đa chức năng và độc lạ này thì liên hệ em Sơn Loa Audio nha. 0988 434 435. Zalo 24/24 luôn. Một cái đồng hồ LED rất là đẹp, có thể chạy pin hoặc chạy điện đều được. Cấp điện 5V qua sạc điện thoại vào đây. Đấy. Báo thức LED buổi tối rất là đẹp. Radio LED căng, loa Bluetooth, giải mã lốt LED, đọc trực tiếp từ thẻ nhớ, định dạng lốt LED. Đấy. Chuyển radio này. Sâu in mùa sĩ. Bây giờ á là nhưng mà em sợ, em sợ. Ủa làm gì mà em sợ? Mới quen nhưng mà đi chơi. Chuyển kênh này. Chuyển kênh này. Chuyển kênh này. Chuyển kênh này. Quyên góp để chống người đồng bào bão lụt. Và hòa bình và các trò chơi trong sự kiện ngày hội. Ok anh em nha, anh em có nhu cầu thì mạnh dạn lên nha. Rất là nhỏ gọn. Chuyển sang nghe lốt led. Đấy có cả chế độ AUX là để cắm cắm từ ngoài vào qua cáp đấy nhá. Dẫn âm thanh từ ngoài vào qua đường AUX vẫn được. Chế độ nghỉ, chế độ đồng hồ đấy. Bluetooth. Nhạc. Nạch 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 nạch. Rất nhiều bài. Ok, xin cảm ơn toàn thể anh em cộng đồng mạng đã xem ủng hộ. Và anh em nhớ đăng ký kênh nha, để kênh ngày một phát triển. Hy vọng là anh em đăng ký kênh và chia sẻ cùng niềm đam mê như em. Rồi, tạm biệt anh em nha. Anh em có nhu cầu con đồng hồ này thì mạnh dạn liên hệ. Chỉ vài trăm ngàn thôi nhưng em có được một cái đồng hồ báo thức đa chức năng này, giải mã lốt led cực hay. Mượn trăng xây trắng gói đến tâm tư. Đường xa chẳng có
một anh sao giờ đây khoe mắt xanh tìm đâu, từ bao lâu cách xa nhau. Đừng buồn, đừng cho nhạt phai màu. Hãy đăng ký kênh để xem được những clip ẩn dưới dạng thành viên và ủng hộ kênh của Sơn Loan Audio. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Đừng cho tình thắm thành giá băng, đừng nên đánh mất đi mùa xuân.